lý chí rồng này là Rồng ê vây tay không anh ê quả lý chí Diệp rồng nhỉ? là Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cái đá này à chú? Cái đá mình chia được không? Ồ, ví của Sử thì cũng hỏng hết rồi các bác ạ, đây này. Nhưng mà không sợ rơi à? Bỏ vào túi ấy, hay là gần đây à? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Quân xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. À, đến chiều hôm nay thì mấy anh em lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Chiều nay thì sẽ là phải cần thêm đông người hơn các bác. Hôm nay thì mấy anh em thợ cũng chỉ lên được có 3 người thôi. Và một tí nữa mấy anh em sẽ đi xuống lấy cây ngang hôm nọ anh Vinh cưa để mà đặt lên trên cái phần mái của công trình phụ. Thì ngày mai cháu Lực sẽ đi lấy đinh vào, là ngày mai thì tiếp tục là đóng vào với các bác. Đâu rồi chú? Vâng. Cái này là để cán lên được chú. Chó hót lại đã. Bây giờ thì đợi anh một lúc đấy, anh đi sửa xúc cái này vào cho chú nhá, sửa với Quân đấy. Đấy, thì bây giờ hiện tại thì cái phần công trình phụ đã ốp gần xong rồi các bác. Đây, lát gần xong rồi. Bây giờ thì anh Vinh với lại anh Quang đang hoàn thiện ở phần cái phần ở trong nhà vệ sinh này. Chào Quang nhá. Chào Vinh nhá. Chào chú Vinh nhá. Chào khán giả nhá. Anh ở trong kia quá. Lâu lắm không thấy anh Vinh xuất hiện ở trên kênh rồi đấy nhở. Chắc tuần. À. Bây giờ thì hiện tại là các anh đang ốp thì nó sẽ hơi kiểu như kiểu dính sim chứ cô bác, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm một tí nữa. Mấy anh em làm xong thì mấy anh em muốn sẽ dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ như ở bên cái phòng bếp này cô bác này. Mấy xong phải nó thủng với lớp đi. Nó thủng thì mà. Tôi muốn đặt một gạch tốt hiếm. Đấy. Phan rồi. Đấy, ở cái khoảng này thì cũng còn rất là rộng rồi các bác này. Mình để đồ xong là mình đi qua, đi vào nhà vệ sinh thì cũng còn rất là thoải mái. À thế anh Vinh ơi, đi lấy cây ngang để luôn trên này luôn à? Anh Vinh. Ui, cái nhà vệ sinh mà hôm nọ nếu mà em không
không được các anh tư vấn mà bảo làm thẳng đến ra kia thì chắc là rộng lắm anh nhỉ? Quá rộng. Quả nhà vệ sinh nhá. Đây, bây giờ hiện tại là ốp xong mọi cái rồi cô bác này, nhìn trong vẫn còn là rất là rộng nữa. Thế bây giờ em đi lấy cây nhá. À không, em vác cái cây lên hết rồi, xong rồi tí nữa. Rồi, đi hai thằng em. Hai anh em. À, bây giờ thì ở trong phần phía công trình phụ thì anh Vinh với lại anh Quang lại chú Bình đang cắt góc những cái viên gạch để làm sao mà cho nó đẹp nhất có thể và để cho nó hoàn hảo để ốp được vào. À, bây giờ thì hai thằng em này thì chơi mỗi người một bên nhá. Ôi Sứ ơi, em với Quân đi. Em với Quân đi. Đấy, không phải sau này lớn không nổi đấy nhá. Không, bây giờ ở trên nhá. Bây giờ em ở trên nhá. Ôi à, một mình luôn à. Dạ thôi à. Thế thì để anh với Quân nhá. Cua được không? Cái Sử thì hay lao động nhiều các bác, thành ra là những cái cây này thì cũng đối với em thì cũng rất là bình thường thôi, nó không có nặng mấy đâu các bác. Kể cả em Quân cũng vậy. Như cháu Lực cùng với các em thì ai ai cũng đều sinh ra ở trên miền núi cả, cho nên là những công việc này cũng không có khó khăn gì với cháu Lực với các em cả. Hay, ra bên này Quân, ra bên này Quân, ra bên này luôn, ra bên này luôn. Vậy là đấy ạ, là xuống. Thôi mình để đây thì một tí nữa, lúc mà các anh các chú làm xong kia thì đưa chú luôn. Cẩn thận nhá, đinh nó nhiều lắm ấy. Cái ở đây thì khi mà hoàn thiện cái ngôi nhà ấy các bác, cắt với lại sỏi, lại cắt xay thì vẫn còn dư ra, thì có thể là sau này mua thêm xi để cho em sửa làm cái chuồng trại gì đấy. Cua hơi khó. Hết sức là chú ý cẩn thận nhá. Ở đây khi đã ở đây là đang dần vào hoàn thiện nhà thì có rất là nhiều cái đinh nhá. Sứ ơi, để lên trên cái chỗ của anh để chứ không được mà. Không để em đặt ở đấy cũng được. Mình cứ đặt ở đâu tí mà mình lấy nó dễ dàng là được. Đấy. Nếu mà một tí nữa còn sớm thì có thể là lập luôn được các bác ạ. Còn một cây thôi, để anh với Quân đi lấy nào.
Ôi giời, Quân này đi nãy còn sắp bị ngã được rồi. Quay được chưa? Tao. Quay cẩn thận xử nhá. Đấy, khi mà lập cái công trình phụ xong ấy thì có thể là gần hoàn thiện rồi các bác ạ. Bây giờ đến cái thời điểm hiện tại này, nhà của em xử thì bây giờ phải nói là sắp phải nói lời chia tay với mấy anh em ban đội thợ rồi các bác. Trong thời gian tới thì khi mà cháu được đi chia sẻ những hoàn cảnh nào mà cô bác anh chị có nhìn nhận được rằng là cái hoàn cảnh nó cực kỳ là khó khăn thì có thể là cùng với cháu Đức chung tay để giúp đỡ được những hoàn cảnh, có thể là sửa sang lại ngôi nhà, thì cháu Đức sẽ tiếp tục là lại cùng mấy anh em đội thợ để mà đi vào hoàn thiện cái ngôi nhà tiếp theo của bác ạ. Đây, bây giờ thì hiện tại là vẫn còn đang có chỗ để sơn được, có bác đợi tường nó khô hết mọi cái rồi thì cháu Lực mới tiến hành vào mà đi vào sơn. Ôi giời. Hôm nay thì có thể là hôm nay có hoàn thiện được phần trên này nữa không anh? Bây giờ còn là ốp vào tường nữa nhỉ? Tường. Vâng. Ôi anh làm luôn cái bàn thái chưa? Có chứ, mai làm luôn. Mai mới làm luôn à? Thôi ở trên này thì cái tường của bác, tường này cũng xây tường khá là to nên là mình đi lại cũng khá là không có sợ sệt gì cả. Đây, ở đây thì cái phần mái hiên này cô bác này, mấy hôm nữa anh thợ ngày mai là các anh thợ vẫn phải láng qua thêm một lần nữa để cho nó tránh nó nước nó bị ngấm xuống dưới. Và ở phần này thì khi mà hoàn thiện vào thì cháu Đức sẽ lại đi mua ống về cô bác này, mua ống để cho nó dài ra, mua ống để cái ống ở đây là một cái ống chữ L đấy cô bác này, nối đi xuống dưới. Cái ống thì chắc là còn phải mua lên thêm vài ống 90 này nữa. Bây giờ thì đợi các anh thợ là hoàn thiện là cái phần là nhà vệ sinh đó các bác, thì cháu Lực mới lại cùng các em là lại thêm lại giúp được các anh. Bây giờ thì anh Quang đang hoàn thiện thêm cái phần là lát nền này các bác này, lát nền ở cái công trình phụ. Ở đây chắc bây giờ khoảng tầm là đến chiều tối là đã hoàn thiện xong cái
cái phần ở dưới, cái phần lát nền của cái công trình phụ rồi. Anh Vinh thì đang đảm nhiệm là ở phần bếp. Chú Bình thì chú có biết láng nền này không? Lát nền này không? Chú không biết á? Chú chỉ biết xây thôi à? Ồ. Các cái trò đấy cắt khó phết nhỉ anh nhỉ? Chú Bình là kinh nghiệm 5 năm ốp à? Ốp lát à? Là kinh nghiệm 5 ngày ấy chú. Nhưng mà bây giờ chưa ấy. Kéo xa đặt lên trên đẻ chú. Ốp xong không á, vừa mới lán lát, bây giờ thì vừa mới lát xong không á, cho nên là phải để ít ra cắt mịn này để mà lau cho cái phần xi, cái nước xi nó bị rớt ra. Này anh chưa, này anh chưa vào lắp nắp à anh? Có chưa anh? Có chưa này anh? Đây này anh. Đây này anh Vinh. Đây không phải nắp của nó à anh hả? Không có nắp à. Thôi em để trên này một tí anh lắp nha. Anh nha, em để trên này lắp nha. Máy là để trong lán này à. Ừ. Đấy. Từ từ. Cái xô kia đâu rồi Quân? Xuống đây thì để chưa ạ? Em đi lấy xô về đi. Em đi lấy xô về. Xong là lấy cả cái chổi à. Có một cái chổi nhá. Bây giờ thì các anh cắt rảnh thì có vẻ khá là ồn một chút của bác, cho nên là tôi sẽ không có cái hình thêm nữa. Một tí nữa thì tôi sẽ cái hình sau khi mà hoàn thiện, khi mà dần vào hoàn thiện đấy. Lấy cái thank you.
Con nước rồi. À đây. Quá. Nhớ tình tu rồi. Ừ. Hai mặt thương thì một lần. Được chưa? Luôn. Từ đây anh nhấc lên nha. Ừ, hai bao thước một thân. Rồi. Để đâu? Kinh ra. Thì nha. Tính thước vậy. Đây. Thằng ơi. Thôi. Cầm cầm hà nội mà nè. Vâng anh. Chiếc tiền thế. Đẹp. Chiếc kiểu ấy, làm xin lấy dốc mà này. Bắt bước lấy tới cho được. Nào để anh xem nào khoan. Vâng. Lòng ấy cái này, nó bị dính rồi. Đấy, như thế là sạch rồi. Không còn bị một tí dính xi nữa. Đấy, cái màu gạch này thì có thể là nó sẽ cái màu gạch thì nó sẽ hơi hơi kiểu giả đá một chút cô bác nhá. Ở đây thì nó sừng 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 một chút thì cái này thì khi mà mình đi vào thì nó không có trơn. Để mình. Ờ, này Quân, Quân này. Về anh Sử đi ôm cái gạch mà anh với chú Bình vừa ngâm ở trong cái xô này. Công ra đi. Vào mặt ôi chú Bình làm gì xi bay vào mặt nhớ chú có mát đâu. Ôi giời ơi, nước. Thế còn cái màu của ốp tường của bác này nó không phải là màu trắng hoàn toàn đâu các bác. Nó sẽ màu hơi hơi trắng trắng sứa sứa của bác nhé. Hơi trắng sứa một chút. Lắm này. Lắm bao. Ấy, cái phần nọc đấy à. Dạ. Vào. Tôi lại về tới đó này. Dạ. Có nhiều gì đây nhỉ? Ốp hề lại. Vì nó bắn rồi. Nó nào. Hề lại này. Tăng cái từ thôi năng bạch tôi chứ khiển đương phúc làm ấy chứ đâu thì tặng lại mới nhiều hả. Đời hư áo đưa em vào cơn mê. Yêu bị tìm nó phải không? Đi chứ bộ này à? Chạy. Đó là hoa hơn mắt sử này luôn.
treo nét còn được không? Như là quên rồi. Chắc có yếu không? Yếu bằng tròn to này quá. Tròn cái đĩa. Ok chưa, ưng chưa? Ưng rồi. Ưng rồi à? Có ưng đúng không? Đúng rồi. Cái sử thì phải nói cô bác, khi mà cháu Lực lựa chọn là những cái màu gạch này lên này thì em không biết là mình nên ốp chỗ nào đâu đúng không? Vâng. Đấy, khi mà các anh ốp lên thì em sử biết là cái gạch này nên ốp ở chỗ này. Đó. Này để mấy hôm nữa là tường nó khô khô một chút đấy thì mình mới đi vào sơn được. Vâng. Đấy. Khi mà lúc nào mà anh lấy sơn lên đến sáng thì hộ anh lên chở một tí nhá. Vâng. Nhiều thùng đấy. Vâng. Sơn thì cháu Lực cũng chọn đều tất cả là sơn xịn cả cô bác, sơn chống thấm này, chống tất cả mọi cái. Đến lúc mà cháu Lực sơn cái ngôi nhà, bây giờ thì cháu Lực chưa có thể bật mí được cô bác. Khi mà cháu Lực sơn ngôi nhà lên thì cháu Lực sẽ bật mí cho cô bác anh chị sau. Dê bàn về tóc cảm ơn dê. Tóc cảm ơn bà nè. Tôi vay mà. Tôi vay á? Vậy im bà, im ra. Ông thì phải nói với các bác ạ, một người ông mà hy sinh cho em Sử với em Hải rất là nhiều. Để tới thời điểm hiện tại thì các em cũng lớn khôn và ai nấy đều rất là ngoan ngoãn và lấy phép nghe lời ông cả. Mú này thì tu này thứ đưa bảo ông? Thứ đưa ra, đây chỉ pía tu này à? Đã chìm này. Pí ra? Cái mũ này thì ông cũng vừa mới mua đâu các bác, chưa có được lâu cho lắm. Bây giờ thì sau một lúc, một thời gian thì cháu Đức sẽ đi vào và xem là các anh thợ là ốp cái phần chân tường là đến đâu rồi, cô bác ốp tường ấy. Túc tổ na liêm nữ ô vĩ ngờ lý. Thả cái nữa, thả cái ào mà. Vậy hôm nay thì chắc là các anh thợ cũng chỉ là hoàn thiện cái phần ốp với lại lát thôi các bác. Còn ngày mai thì chắc là có khi là mấy anh em sẽ tiếp tục là hoàn thiện ở trên này sau các bác ạ. Còn cái thời lượng thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được phải nói là lời chào tạm biệt quý ông bà thôi. Còn ở phần ở đây thì ngày mai thì các anh thợ sẽ đi vào và chắt thêm một chút các bác nhé. Chứ để tránh trường hợp mà khi mà cháu Lực ghi hình tới thì khi mà cháu Lực đang ghi hình các anh chưa có thực hiện rồi thì sợ rằng là các bác nghĩ rằng là sẽ chưa có chắt. Đấy, còn cái thời lượng thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng phải nói là xin được hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.
Chúc con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Nào, bây giờ thì ông dê hát khẩu mèo chào bóng cá mò. Từ chào bóng đến hôm nay chào à? Hát cảm nhận chào hả mà. Ừ. Chào đi đúng nhông nhông rồi chú ạ. Dê hát mới đấy nhỉ? Chứ hòa lưu chí rồng này là. Rồng vây tay không anh chị? Hòa lưu chí rồng là.